Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Các bạn ơi, đây là cái công việc hàng ngày của bố bạn Thóc nhé. Bố bạn Thóc hàng ngày sẽ phải lên đến công ty và phải giúp công ty đục lỗ đóng hồ sơ các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không, một tập hồ sơ này nó rất là dày, rất là cao này. Đó, đó các bạn thấy không. Bây giờ bố Thóc sẽ đục lỗ, giúp công ty đục lỗ để đóng hồ sơ các bạn nhé. Đó, đây ạ, các bạn nhìn thấy không. Đây chính là cái công việc đục lỗ để đóng hồ sơ, chưa là cái máy đục đó. Chúng ta hãy cùng theo dõi công việc của bố Thóc nhé.
bạn thấy không, công việc cũng khá là đơn giản nhưng mà cũng cần phải rất là mất sức nha các bạn nhé. Đây là công việc hàng ngày của bố Thóc. Clip của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip lần sau của mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Tạm biệt.